Mikoyan, cha đẻ dòng chiến đấu cơ MiG danh tiếng của Nga. Nhắc đến những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, cái tên Mikoyan có thể bị bỏ qua. Thế nhưng khi nói đến những nhà sản xuất máy bay, đặc biệt là chiến đấu cơ, Mikoyan xứng đáng xuất hiện trong top đầu, bởi đây chính là nơi đã cho ra lò dòng chiến đấu cơ MiG danh tiếng của nước Nga. Được thành lập từ năm 1939, Mikoyan đã từng bước phát triển các dòng MiG của mình, qua đó giúp Liên Xô giành chiến thắng vang dội trong các cuộc chiến tranh. Khởi đầu từ chàng kỹ sư quân đội. Artem Ivanovich Mikoyan sinh ngày 5 tháng 8 năm 1905 ở Sanahin, trước kia thuộc Georgia, nay là Armenia. Xuất thân trong gia đình thợ mộc, Mikoyan có lẽ đã đi theo nghề này nếu như cha ông không bất ngờ qua đời khi ông mới có 13 tuổi. Mikoyan đã phải lang thang tới Tbilisi để kiếm sống. Năm 18 tuổi, ông tới thành phố Rostov, xin vào học tại một trường dạy nghề, sau đó tới Moscow làm thợ tiện tại nhà máy Dynamo và bắt đầu đảm trách các công tác đảng. Cuối năm 1928, Mikoyan gia nhập Hồng quân. Đầu những năm 30, Liên Xô đẩy mạnh chính sách hiện đại hóa ngành sản xuất máy bay. Đó là lý do khiến ngành này rất cần những chuyên gia có kiến thức. Chính vào thời điểm này, cuộc đời Mikoyan lại chuyển sang một bước ngoặt quan trọng. Ông vinh dự có mặt trong danh sách những đảng viên trẻ ưu tú được cử vào học tại Học viện Không quân Zhukovsky. Mikoyan tốt nghiệp vào tháng 10 năm 1937 với bằng kỹ sư cơ khí của Không quân. Sau đó thì ông và một nhóm bạn cùng lớp đã thiết kế thành công một kiểu máy bay đầu tiên. Theo giới thiệu của Hội đồng thi quốc gia, Mikoyan được cử tới công tác và học tập thêm tại nhà máy chế tạo máy bay số 1. Đến tháng 12 năm 1939, Mikoyan cùng với Mikhail Yosifovich Gurevich thành lập phòng thiết kế Mikoyan Gurevich để chế tạo máy bay cho Hồng quân Liên Xô. Trong năm này, phòng thiết kế tập trung chế tạo và sản xuất loại máy bay tiêm kích tốc độ cao I-200, còn có tên là MiG-1. Với tài năng và sự lao động quên mình, nhóm thiết kế do Mikoyan đứng đầu đã hoàn thành việc chế tạo chiếc MiG-1 trong thời gian kỷ lục là 4 tháng. Đây là cột mốc đầu tiên cho các thế hệ máy bay MiG huyền thoại sau này ra đời. MiG-1 được sản xuất hàng loạt và trang bị cho không quân vào cuối tháng 10 1940. Ngay trước thềm chiến tranh, nó đã được sửa đổi và cải tiến thêm để trở thành máy bay MiG-3. Trong thời gian cuộc chiến giữ nước vĩ đại diễn ra, loại máy bay này được sản xuất hàng loạt và tham gia chiến đấu ngay từ những ngày đầu tiên. Tính ra, đã có tất cả 100 chiếc MiG-1 và 3.172 chiếc MiG-3 được chế tạo để phục vụ chiến đấu. Đến tháng 3 năm 1942, phòng thiết kế Mikoyan Gurevich được đổi thành các đơn vị OKB-MiG, ANPK-MiG và OKO-MiG. Mikoyan được bổ nhiệm làm giám đốc và kỹ sư trưởng của nhà máy thử nghiệm không quân số 155. Đến cuối năm 1956, Mikoyan được bổ nhiệm vào cương vị tổng công trình sư. Tháng 4 năm 1959, ông được phong hàm tiến sĩ khoa học và đến tháng 11/1968, ông trở thành viện sĩ khoa học. Ông còn được bầu làm thành viên Xô Viết tối cao trong giai đoạn 1950-1970. Sau này, phòng thiết kế lại quay trở lại tên Mikoyan Gurevich, và khi Mikoyan mất năm 1970, tên Gurevich đã bị bỏ đi, chỉ còn cái tên Mikoyan như hiện tại. Những thiết kế huyền thoại. Trong giai đoạn 1941-1945, nhóm kỹ sư thiết kế dưới sự lãnh đạo của Mikoyan và Gurevich đã thiết kế tổng cộng 15 loại máy bay khác nhau như MiG-1, MiG-3, MiG-7, DIS-200, MiG-9M82, I-211, MiG-3U, I-231, I-220, I-222, I-224, I-225, I-250 và MiG-8. Đặc biệt, các loại máy bay tiêm kích phản lực MiG-9, còn gọi là I-300, đã thể hiện các tham số bay vượt trội đáng kể so với những loại tiêm kích thông dụng hồi đó. Trong những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tốc độ bay tối đa của nó có thể lên tới 911 km/h. Mặc dù vậy, phải đến khi loại tiêm kích MiG-15 dạng cánh cụp xuất hiện, Mikoyan mới thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới. MiG-15 được mệnh danh là máy bay chiến sĩ nhờ tính đơn giản về cấu trúc, công nghệ, khả năng chiến đấu, sự tinh kệ khi vận hành, cùng với một loạt các tham số bay kỹ thuật và chiến đấu khác.
theo nhiều chỉ số MiG-15 và MiG-15bis đã vượt trên tất cả những máy bay tiêm kích thời đó, mở ra một thời đại mới của những chiếc máy bay đạt tới ngưỡng vận tốc âm thanh. MiG-15 và các phiên bản cải tiến của nó đã được sản xuất hàng loạt tại 9 nhà máy không quân trong giai đoạn từ 1949 đến 1959 với tổng cộng hơn 13.000 chiếc. Ngoài ra, loại máy bay này còn được triển khai sản xuất hàng loạt tại Ba Lan và tiệm khắc. MiG-15 đã chứng minh được ưu thế vượt trội của mình trước các máy bay của Mỹ, điển hình là loại F-86 Sabre trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và được coi là loại máy bay tiêm kích tốt nhất hồi đầu những năm 50. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha. Ghi dấu ấn với thế hệ máy bay MiG kế tiếp. Loại máy bay MiG-17, loại tiêm kích đầu tiên được trang bị cho Không quân Nhân dân Việt Nam, được sản xuất từ năm 1949, được coi là bước phát triển tiếp theo từ loại MiG-15bis. Trong giai đoạn 1952 đến 1955, đã có hơn 8.000 máy bay MiG-17 các phiên bản được Liên Xô sản xuất tại 8 nhà máy khác nhau, trong đó có cả ở Ba Lan, Tiệp Khắc và Trung Quốc. Kỷ nguyên chế tạo máy bay siêu âm của Liên Xô được Mikoyan bắt đầu với loại tiêm kích MiG-19. Đây cũng là loại máy bay tiêm kích siêu âm đầu tiên được sản xuất hàng loạt với tổng cộng 1.890 chiếc trong giai đoạn 1955 đến 1959. Tạp chí Flight Review số 5 năm 1964 từng đánh giá rằng MiG-19 đã khẳng định uy tín của Mikoyan như là một kiến trúc sư hàng không, đã chế tạo được loại máy bay tiêm kích đơn giản với những tính năng bay chất lượng cao chỉ trong một thời gian kỷ lục chưa từng có tại phương Tây. Nhưng chính loại siêu tiêm kích MiG-21 mới đánh dấu một bước tiến dài của Mikoyan. Mức độ kỹ thuật và công nghệ cao của MiG-21 đã đưa loại máy bay này vào hàng ngũ những loại tiêm kích hàng đầu trên thế giới. MiG-21 đã xác lập tổng cộng 17 kỷ lục về tính năng bay trên thế giới. 16 phiên bản của loại máy bay này đã được sản xuất hàng loạt trong suốt 30 năm và có mặt trong thành phần trang bị của lực lượng không quân tại hơn 49 nước trên khắp thế giới. MiG-21 cho tới giờ vẫn tỏ ra hoàn thiện hơn các loại máy bay tương tự của Mỹ như F-15 Eagle và F-16CD Fighting Falcon. Những loại máy bay cuối cùng được chế tạo dưới sự lãnh đạo của người sáng lập Mikoyan là MiG-23 và MiG-25. Trong đó, MiG-23 là loại máy bay tiêm kích phản lực thế hệ 3 đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Còn loại MiG-25 là một trong những dự án thiết kế ấn tượng nhất cho tới thời điểm hiện nay. Nó có thể bay với vận tốc gấp 3 lần âm thanh, vượt trên tất cả những máy bay tiêm kích khác trên thế giới về tốc độ tối đa và tầm cao. Hay gần đây nhất là chiếc MiG-35, một kiểu máy bay mới nhất thuộc dòng Mikoyan MiG-29. MiG-35 sử dụng khung của MiG-29M1. Sau khi được giới thiệu, nó đang được kỳ vọng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng. Nga đang xúc tiến tiếp thị loại máy bay mới này tới nhiều nước khác nhau như Syria, Libya, Iran, Algeria, Sudan, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Peru và một vài nước khác. Hé lộ giấc mơ MiG-41. Truyền thông Nga mới đây đưa tin về việc nước này đang chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 mang tên MiG-41, sở hữu động cơ bay với tốc độ siêu thanh. Thông tin này tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới phân tích quân sự, dù đây không phải lần đầu tiên truyền thông Nga cũng như thế giới nhắc tới dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới rất được kỳ vọng này. Theo cổng thông tin hàng không Nga Avia.pro, nếu dự án này hoàn thành, MiG-41 sẽ trở thành tiêm kích có tốc độ bay nhanh nhất trong lịch sử. Còn theo trang airrecognition.com, từ 2013, gã khổng lồ về hàng không của Nga đã bắt tay vào thiết kế và phát triển MiG-41. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm thay thế những chiếc MiG-31 hiện vẫn đang nằm trong biên chế của lực lượng không quân Nga, song dự kiến sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2028. Tính đến thời điểm hiện tại, bóng ma bầu trời Su-57 vẫn là chiến đấu cơ hiện đại nhất trong kho vũ khí của nước Nga. Mặc dù những dữ liệu chính thức về MiG-41 chưa được hé lộ, nhưng theo truyền thông Nga, sức mạnh lớn nhất của MiG-41 cũng sẽ ngang ngửa Su-57. Cụ thể, tiêm kích thế hệ thứ 6 do Nga phát triển có thể bay với tốc độ hơn 6.000 km/h và độ cao lên tới vài chục km. Trước đó, năm 2016, trang Politburo từng đưa tin MiG-41 có thể đạt vận tốc bay gấp 4 lần tốc độ âm thanh và nhanh hơn nhiều loại tên lửa hiện có trên thế giới. Tại một triển lãm quốc phòng tổ chức ở Moscow một năm sau đó, các kỹ sư của Mikoyan mô tả MiG-41 là dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới được áp dụng những công nghệ tiên tiến, có khả năng hoạt động tại Bắc Cực.
Tờ Izvestia cũng cho rằng MiG-41 được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa đa chức năng và sở hữu hệ thống laser chống tên lửa, có khả năng đánh chặn các tên lửa hành trình siêu thanh của đối phương. Gần đây, trang EurasianTimes.com dẫn thông tin từ một số báo cáo cho biết một nguyên mẫu của MiG-41 có thể được tạo ra trong vòng 2 năm tới, tính từ 2021, và sau hàng loạt cuộc thử nghiệm, những chiếc MiG-41 đầu tiên sẽ chính thức bay trên bầu trời vào năm 2025. Cũng có thông tin cho rằng, trong tương lai, MiG-41 có thể được phát triển thành loại máy bay chiến đấu không người lái. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích quân sự người Nga Vasily Kashin tiết lộ rằng mọi thứ mới chỉ đang ở giai đoạn sơ khai. Trong khi đó, ông Ilya Tarasenko, tổng giám đốc tập đoàn Mikoyan cho biết kết quả phát triển có thể sẽ được công bố trước công chúng trong tương lai gần, đồng thời khẳng định MiG-41 sẽ được biên chế cho quân đội Nga vào thời điểm những chiếc MiG-31 đã trở nên lỗi thời và ngừng hoạt động. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!